gia đình luôn tiếp nối những chuỗi ngày rắc rối khi cùng chung một mái ấm mà ba thế hệ chấp nối. Thủ lĩnh là ông nội, coi chồng hủ tục, kế đến là chú vừa nhìn đã đủ quyền. Con trai cả thì chuẩn men, con trai út thì trái ngược. Hai nàng dâu hòa thuận cho nên khó mà hợp được, nên trong nhà được cưng nhất luôn là cháu đức công, vì cô chị rất trầm tính lại còn ít hoạt ngôn. Sống trong gia đình nhiều lúc không dung hòa, thành ra nhiều câu chuyện trong nhà xảy ra. Nhưng mà lắm lúc đau đầu ghê, nhiều tình huống chẳng đi vào đâu, từ nhà bếp lớn ra ngoài sân. Chỉ vì hai từ showbiz, nhà mình có tam đại đồng đường nên suy nghĩ khó mà thật sung, vì trên dưới không ai nhường ai. Đúng là gia đình showbiz. Gia đình showbiz. Gia đình showbiz. Gia đình showbiz. Alo, alo. Rồi, tôi biết rồi. Trời ơi, tại ở nhà lu bu bao nhiêu công chuyện, không có ai ở nhà hết. Tôi mới sắp xếp công chuyện ở nhà xong rồi tôi tới, tôi họp liền. Thì biết rồi, đã nói là tại nhà không có ai hết mà. Rồi, bây giờ đi liền đây nè, khóa cửa rồi. Vậy nha. Rồi, trời ơi. Thề cuộc đời của mình chưa bao giờ làm nghề mà dễ như vậy luôn. Chủ nhà nó đi rồi nó còn ráng mồi thêm cái câu nhà không có ai. Thời của mình tới rồi. Chà, cũng căng quá ta. Không sao, không sao. Bác ơi, bác gọi gì, bác gọi cái gì vậy? Thì bây giờ cái ổ khóa này nó cứng quá, phải gõ cho nó ra chứ làm sao? Đâu có gõ làm chi, chứ làm sao? Có chìa khóa nè. Chìa khóa đâu? Nè. Mở ra. Gõ hư luôn á, nó đang bình thường gõ hư giờ. Cái này là chìa khóa đây đó hả? Dạ. Cho chú là ai mà có chìa khóa vậy? Dạ, chủ nhà. Ủa, cha này là ai ta? Làm gì có trong gia phả? Chú là chủ nhà. Dạ. Con bác là... Cho gửi cái chìa khóa nè. À, nè, bác là... Không, à, okay, không. Gửi, mở không, được chìa khóa rồi. Không, khoan, bác đừng có đi. Nay con đại diện cái gia đình. Để mà tiếp khách thì giờ bác là ai để con nói với bác sự chứ? Bác là bên nào? Khoan, từ từ. Dạ. Để cái đầu nó chạy chữ đã. Dạ. Là chú đây là con là cháu của ông Dạng. Cháu ông Dạng là cháu quân sự luôn. Rồi tới đây đón khách. Dạ. Thời tới rồi không cảnh được. Trân trọng giới thiệu con. Là em vợ của anh Sự. Con là em vợ của anh Sự. Em vợ anh Sự. Đây cho anh Sự một bác. Ý em bác gái tôi là cháu của bác trai. Ý mình bắt cái tay cái. Bắt cái tay cái. Trời ơi. Càng bác ơi. Là bên bác gái đó nha. Bác gái, bác gái. Mà sao bữa đám cưới không thấy ta? Dạ. Bữa đám cưới á? Bậy, bữa đó. Ơi, bữa đó mình ngồi cùng bàn nhớ không trời? Cùng à. Bàn mình cụng ly vô vui quá trời vui. Trời bữa đó mình xịn quá. Vô bia. Tới tấp vô bia. Vô bia phải không? Vô bia. Ủa, gơ con gơ rượu mà. Dạ. Gơ rượu, gơ rượu, bữa đó uống rượu mà. Về dưới quê uống rượu nhớ không? Bữa đó về dưới quê uống rượu à. Nhưng mà cái bụng bữa đó xuống nó bị khó chịu à. Cho nên phải uống bia riêng. Cái hai mình cái vô cái phát vào bồi cái uống à. Chụp hình post Facebook quá trời. Ý quên nãy giờ mời chưa mời vô nhà. Nó giận ghê thì chưa vô nhà luôn nè. Con dạ. Bây giờ nè ông Sự mà về hỏi thì nói là con tiếp khách ăn quan nha. Đừng để ông giận con chết á. Bây giờ mở cửa vô mới tiếp khách ăn quan. Chú lấy đồ vô. Lấy đồ vô. Đâu mà. Hello, có ai đó không ta? Có đấy nè. Chú bị gì vậy?
phủi cái camera lại chứ bụi quá, nhiều khi mà nó quay không kỹ á. Hỏi bác nè, bác thích rượu nào? À, phải hỏi cho đàng hoàng. Có rượu gắn khè, rượu xăm bổ, rượu chứa hột nhất mình, phải nào nè? Thôi, ý bác sao? Dẹp hết ba cái rượu qua. Dẹp hết ra, dẹp hết ra. Khiên hả? Khiên hả? Không cần. Rồi bây giờ tính cái phương án bia chưa? Dạ tính chứ, dạ đi lột không mày? Đi mua. Bây giờ hỏi bác một tí nè. Bia cọp nè, bia ba số nè, bốn bia nào? Thời đại nào rồi, thời đại 4.0 rồi, ai uống mấy cái bia đó nữa? Trời vậy đó hả? Bây giờ cái gu chú là bia hơi. Bây giờ ở đâu? Cuối đường nè. Cuối đường quẹo tay trái. Hay quá. Bởi vậy hàng chẩn là chú bác có khác liền. Chú bác có khác liền. 10 cộng liền. Đi cái đi, 10 cộng liền, đi liền. Tới đời nào chứ mày kiếm ra được cái chìa khóa? Mua được bia sao? Nhây. Bây giờ thì mình hành nghề thôi. Sáng giờ tốn nhiều calo quá mà không ăn cắp được cái gì. Nhiều khi tổ ăn trộm quật mình chết. Nhà này còn ai có thể phá mình được nữa? Lấy giùm ly nước coi. Phản xử như nhóc này là ý. Ủa ý? Ý? Sao ý không đi học? Hỏi nhiều quá, lấy giùm ly nước coi. Má ơi, thằng này chắc đứng tên sổ hộ khẩu quá. Nước này ý. Dễ thương không? Dễ thương quá trời. Anh chào. Đừng có la, chú không phải ăn trộm. Bây giờ con hứa đi, con hứa con không la là chú thợ bỏ ra. Nha, hứa nha. Anh chào. Sao vậy? Sao không la nữa đi? Mệt quá. Tôi biết mà. Mỏ thì nhỏ mà la cho bự vô. Uống miếng nước này con. Anh chào. Ngồi xuống đây. Chú nói với con nghe. Chú không phải là ăn trộm. Chú rất là nhạy cảm với từ ăn trộm, con biết không? Con nói vậy là hàng xóm gì nghề chú làm sao? Vì chú là ai? Nhỏ hỏi câu khó ta. Con biết trong nhà này có một cái chú mà râu ria xồm xòa. Con biết chú đó không? Chú đó là cái gì của con? Em con. Chú đó là em con hả? Còn chú là em chú đó. Tức là... Đại ca. Khoan đại ca. Em út nè đại ca. Khỏe không em? Em khỏe mà toát mồ hôi luôn đại ca. Trời ơi đại ca ngồi xuống đây. Cưng. Cưng quá trời cưng à. Em biết bữa nay đại ca ở nhà nghỉ, cho nên em qua đây em dắt tính chơi trò chơi với đại ca đó, cho đại ca vui. Chơi. Bây giờ chơi cái gì ta? À bây giờ mình chơi heo đi. Chơi heo đi nha. Heo kìa. Đây. Ôi, trời ơi nhà nuôi heo mắc cười. Heo Doraemon nữa. Đại ca. Gì? Nhà nuôi heo nhiều quá. Đại ca biết ba mẹ nhét tiền ở con heo nào không? Biết chứ. Con này. Trời ơi. I love you. Nhét hết tiền vô đây đúng không? Không, ba mẹ anh để tiền lẻ. Anh bỏ tiền lẻ vô đây. Không sao, nhà cỡ này tiền lẻ chắc tầm 500 được đúng không? 500 nghìn đó. Không, chỉ có 1, 2, 3 nghìn à. Sao mình thất vọng với nhà này quá ta? Nhưng bây giờ đại ca biết là nhà cất tiền chẳng ở đâu. Tiền 500, tiền tờ xanh rồi đó. Trong
két sắt á. Trong két sắt, trời ơi, cái từ két sắt sao mà nó ngọt ngào. Bây giờ đại ca biết két sắt chỗ nào không? Trên phòng. Ý, đại ca, két sắt đâu? Đó. Đâu? Đó kìa kìa. Đại ca, đại ca, có lẽ là mình cần ra nói chuyện đàng hoàng cái đại ca. Em hỏi là cái két sắt mà. Đó. Cái này là cái tủ gỗ cha. Ừ. Cái tủ gỗ nó làm bằng gỗ, cái két sắt nó làm bằng sắt mà. Hồi trước á là ba anh cái két sắt ở đó. À đây, két sắt ở đây. Từ khi á mà anh trộm vô á. Ăn trộm sao? Thì ba anh nó dọn đi chỗ khác rồi. Dọn chỗ nào? Trong tủ kìa. Cái đó là cái tường ba. Cái tường trong đó nó có két sắt. Trương 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 quá. Nghe đây là biết. Tường cách âm mà chơi tường trống rỗng ha. Một tường tiền. Đã quá, đã quá. Trời ơi, cái mùi tiền nó thơm, thơm dã man. Cô biết sao? Sao mở được cái này? Làm sao? Nhập cái đó vô. Nhập cái này để mở cái này. Ôi nhà, nói nghe, nhỏ nghe. Nhà anh chơi kỳ quá vậy. Cái mật thất cái cỡ này mà chơi cái bát cuộc cỡ này hả? Không quan tâm. Quan trọng là một tường tiền. Đọc nhẹ cái bát nghe chơi. Một, một, ba. Đỡ ngoài ta. Một mai công an cho bắt gì không? Một, một, ba để mở cái đó. Một, một, ba để mở cái này. Chắc không chứ bấm cái này là nguy hiểm lắm nha. Anh em chơi nói thiệt nhau đừng có giỡn giỡn thì chết tôi luôn. Rồi còn cái này đâu? 113 là mở cái nào? Trời ơi đại ca đừng có giỡn nữa mà. Thương mà đừng có giỡn nữa. Làm ơn chỉ giùm đi. Khứa râu kia về là chết luôn. Bây giờ là cái bát để mở cái này là số mấy? 8 8 8 8 8 8 8. Từ Đọc lại nè. 8 8 8 8 8 8 8. Vân ơi, mở ra. Ý sao nó không ra? À quên, cái đó là bát Facebook của anh. Dễ gì gì mình report nít này quá ta. Trời ơi em lại anh. Thời gian không còn nhiều nữa đâu. Em còn có vài phút nữa là khứa kia nó về rồi. Đọc giùm em, anh nhớ này không? Nhớ cái để mở ra này không? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Chắc không còn. Cái đó bát wifi nhà con sao con không biết? Đại ca ơi, em không có hỏi bát wifi. Cái em hỏi là cái bát ở trên kìa đại ca. Cái bát wifi tôi đâu có cần vô wifi chơi game đâu. Hỏi bát là wifi làm gì? Dạ thưa anh hai. Anh hai ngủ mới dậy hả? Bát, bát đâu? Đi đâu? Gì mà nhanh quá vậy? Đâu có lẩu gì đâu. Trời ơi tạp quá, người ta có. Ông mua sai chỗ rồi chứ. Chỗ tôi chỉ ông là đi tới mốt cũng chưa tới đâu. Không, bị hơi thiệt mà. Trời con giỏi lanh lợi lắm. Bây giờ ngồi đây đi, con vô làm mồi, mình bụp liền luôn cho nóng. Dạ. Ân ơi. Dạ. Mở cửa ra anh ơi. Ê bác hai vậy kìa. Bác hai vậy, bác hai vậy. Mừng á, mừng mừng hả, mừng quá hả. Bây giờ hey, không bây giờ, sao? Bây giờ mình nhốt ổng ở đó được không? Tao nói ma cũ ăn hiếp ma mới. Con mới tới trước đó nhưng mà một ngày nhưng mà ma cũ nha. Đi nghe lời con đi. Tao mở cửa. Lẹ không? Dạ dạ dạ. Mở cửa cho ổng một con ấy. Đi mở cửa đi. Ê ê. Như vậy không bất ngờ. Chứ sao? Em vợ đúng không? Ừ. Bây giờ nè, chú nằm đi. Bác lên bác nằm đi. Con lấy gối con đậy từ đầu tới cuối. Chị. Con mở cửa cho ông vô cái con dở cái gối đầu tiên cái mặt ra cho ông nhìn mặt lần cuối được không? Nhìn lần cuối luôn hả? Thôi nghe nhạy cảm quá, đưa đi mở cho. Đi vô làm đi. Có gì tôi trốn. Đi nhanh lên. Làm mọi người. Quá vậy. Đâu. Dạ. Lên. Ừ. Bực bội gì
chưa có làm ra đồng rồi, nào tới nè. Tốn tiền xe ôm. Chết cha không. Trời nắng rồi. Ủa anh Sự. Ủa ai vậy? Em ai vậy? Bây giờ sưng sao trời? Ủa ai trong nhà tôi ra vậy? Trời em chưa nói cho anh biết cho nên anh hơi bất ngờ. Em á là con của má Lý. Má Lý là Lý giúp việc nhà. Đúng rồi. Mà bữa nay má Lý. Trời đất ơi. Con Lý đây hả? Dạ. Trời ơi, cao to đẹp trai ha. Má em khéo đẻ anh ha. Thôi nhưng mà em sáng sủa vậy là đẹp trai đó. Dạ. Rồi, ủa qua đây chi? Tại vì bữa nay má Lý em mất công việc đột xuất. Đúng không? Má có nói anh đúng không? Đúng rồi. Không thì đó mà má rồi. Kêu là nhà còn nhiều thứ cần làm cho nên kêu em qua em làm cho xong đi để phụ má. Bây giờ phụ xong rồi cho cái em xin phép. Rồi hả? Dạ em đi về. Làm rồi vô nhà ngồi nói chuyện chơi. Anh mới gặp em lần đầu á. Vô tâm sự xíu bay, hỏi chuyện gia đình rồi xíu bay. Bây giờ về mua đồ cho ba em dạo này khó ở quá. Ủa hổm chị Lý nói với anh là chồng chỉ chết rồi. Chồng mới chết nào trời? Tại sao em nói là mua đồ cho ba là sao? Là gì? Ba không chết rồi mua gì nữa? Ông ba sao á anh? Ba sao á? Người thứ hai. Người sao á? Người thứ hai là bị tai nạn. Đúng không? Người đầu là ba đè chết là không nói rồi. Là ba đè mới chết, còn người sau là tai nạn. Tai nạn gì đó đụng xe thì chết luôn rồi. Phải không? Cái này là ba sao là sao nữa luôn á anh, sao của người tai nạn luôn á. Em về em nói mẹ nha. Dạ sao? Đừng có sống như vậy ác lắm. Sao anh? Bà đã biết bà ở gần ai là người đó đi luôn. Vậy mà bà cứ tiếp nối cuộc tình bà hoài. Hiểu không? Sau này thì em cũng có nói rồi, cuộc tình nào cũng không có trọn vẹn hết trơn á. Mà má em kiểu như là cứ chồng vì đam mê á anh. Cái kiểu như vậy. Em hiểu không? Cái mẹ là tính mẹ là tốt. Dạ. Nhưng mà cái có thể là do cái tạng bề ngoài là dạ. Bị sát phu đó. Dạ em biết mà. Thôi trời ơi, hoàn cảnh thôi vô nhà anh tâm sự có nhiều dạ. Cái để anh chia sẻ coi anh giúp đỡ được gì anh giúp đỡ cho. Dạ. Hôm nay rảnh nè, tranh thủ dạ. Vô chơi. Dạ. Hoàn cảnh đâu mà khó khăn. Để cái cửa luôn anh, có gì chỉ chạy. Bóp lại cho trời đất ơi. Thời buổi này ăn trộm để ý nhà mình nhiều lắm. Dạ. Hiểu không? Dạ, dạ. Đi vô đây nói chuyện chơi nè. Vô đây vô ngồi anh hỏi thăm cái coi. Trời ơi, tới nay mới biết vậy. Trời, bài ra ăn nhậu luôn hả? Dạ, dạ không, cái này không có sao, anh không có la mấy chuyện này đâu. Dạ. Sao gia đình mà có chuyện mà đôi lúc mình uống miếng vô cho cái tâm lý mình nó đừng có suy nghĩ này nọ, hiểu không? Ra con để chân gì kỳ vậy? Thấy nhà có khách khứa không? Dạ lính con mà. Lính gì? Con của người ta giúp việc cho mà lính bỏ chân xuống. Giúp việc rồi mà coi thường người ta vậy không có được. Đi la lầu chơi. Thôi anh đừng la nhỏ tội. La chứ, trời ơi, cái nào bậy là la liền. Về cái vai vế nha, là tôi không bao giờ tôi bậy được. Dạ. Hiểu không? Dạ. Nào đúng rồi thôi chứ. Dạ, rồi. Rồi nè, mấy nay á, anh cũng có nói chuyện với má Lý. Dạ. Đó, má Lý nói, buồn bữa má khóc quá trời khóc. Má Lý khóc nhiều lắm anh. Má nói mà, anh nói tim anh nghẹn lại. Có đứa con. Mà giờ nó tuổi ăn tuổi lớn, giờ nó đang trong cái giai đoạn gọi là dậy thì rồi chuyển biến tâm sinh lý gì đó trong người nó khó chịu lắm. Rồi nó hay có những cái hành động gì nó, nói chung là anh hiểu không, cái tâm lý em nó vậy. Rồi bệnh tim mà đam mê học múa đúng không? Rồi đó vậy ta. Hả? Dạ em đam mê của em nó nghiệt ngã vậy đó anh. Trời ơi anh nói thiệt. Mình có gì mà mình thực hiện được cái đam mê của mình mà sức khỏe không cho phép, còn cái gì mà đau hơn được. Nghe là muốn cho tiền liền. Nè, anh nói hổng gian mày chứ. Đi ra đường cầm theo 3 triệu với 40 ngàn, 40 mấy ngàn, cho mày 3 triệu. Anh giữ 40 mấy ngàn, giữ đi. Cái này anh cho em hả? Anh cho. Tại vì sao? Em là con người đàng hoàng, em biết thương cha thương mẹ, hiểu không? Rồi lao động bằng chính sức lực của mình lại còn bệnh hoạn. Đúng rồi. Gặp ba cái thứ mà kiểu mà lừa đảo mà đầu trộm đuôi cướp á. Chết với anh. Cuộc đời anh bắt không biết bao nhiêu thằng như vậy rồi. Anh đưa nó lên công an. Bảo phải đưa công an thường đâu. Trời cái thứ đó ha, bắt nó trước trói nó lại.
chối nó lại, xong rồi hành hạ nó, lấy thun, hiểu không? Lấy băng keo lột da. Bây giờ cái lòng của anh là em nhận, má em nhận, nhưng mà bây giờ tiền của anh em không dám lấy đâu anh cầm. Không có nói gì anh. Nghe đi, giữ cái đồng tiền này. Ôi mà em không dám lấy nghe đâu anh ơi. Giữ đi, gia đình mà, hiểu không? Người lớn nói thì nghe đi. Thì cái này anh cho em mới nhận à. Cho. Chứ không phải em lấy gì đâu à nha. Đó, đàng hoàng, bệnh tim. Số người ta khổ kìa. Có nước mắt không? Mày lo mày giữ sức khỏe mày đó. Dạ. Người ta mày thấy không, có nhiêu đó bệnh tim. Mày ăn nhậu tôi cố luôn, có mặt mày già lắm luôn. Dạ. Bự hơn tao bởi vì bệnh tim. Tao buồn, tao muốn lên lầu. Tao khóc một mình đó. Tao khóc. Cảm ơn. Anh. Thôi gì đấy, gì đâu mà ông thương này em vợ mà có nhầm nhò gì. Nhiều lắm. Đây phụ con nè. 3 triệu hả? Đây nè. Phụ con này có biết đó. Môi nè, đưa cái. Uống tiền coi cha. Dọn cho ông ba. Uống đi gót nè, gót nè. Dẫn nó không ngủ bây giờ. Gót nè, gót nè. Rồi. 70% còn lại chứ gì. Rồi bây giờ tôi cho người đem qua. Ơn ơi. Dạ. Cái mùi gì vậy Ơn? Trời ơi, cô ba mà về trễ trái nhà rồi. Trời ơi. Trời đất ơi. Ai vậy? Dạ chứ ai đi ta. Rồi cái gì mà sáng sớm nhậu nhẹt luôn rồi hả? À, cái này là cái anh, cái chú, cái bác, cái thằng, cái người đó đó. Còn em tôi tao mày không biết. Không có gì đâu. Là sao? Em là em đồng nghiệp trong công ty của anh Sự. Còn cái này là gì? Này là tiền anh Sự anh đưa, chắc em không lấy đâu chị ơi. Chị có gì chị gửi giùm anh Sự đi, chứ em không dám nhận cái này đâu chị. Cái này anh tự đưa hả? Dạ. À, em là Dũng đúng không? Dũng nào nữa vậy? Trời ơi, chị nghe anh Sự nói với em hoài à. Thì cái vụ mà công ty em phá sản đó. Phá hết rồi, từ sáng giờ phá hết, ai cũng phá em hết trơn á trời. Không có gì đâu mà, thì chỉ là phá sản thôi, thì đâu có gì đâu nè. Thôi tiền này của anh Sự đưa thì em cứ cầm đi. Thôi chị ơi, em là chị, em bây giờ em đụng tới tiền là em ngại lắm chị ơi, chị cất giùm em. Đâu có gì đâu, cái này anh Sự đưa cho em, công an đâu có bắt đâu. Công an bắt. Nữa chị ơi, bây giờ em không dám nhận đâu, chứ gì chị gửi lại anh Sự đi, bây giờ em không ấy. Em cho em phép em về được không chị? Thôi, nói chung là, ở đây. Chị nghe anh Sự nói rồi, chị biết là công ty em vừa mới phá sản. Rồi mẹ em thì đang bệnh, bà xã thì tháng sau là phải sinh em bé rồi đúng không? Ủa? Là cái anh Dũng gì đó, à là cái... Đúng rồi. Tháng sau mẹ em sinh, tháng sau vợ sinh rồi nè. Thì đó, chị nghe rồi mà đùng một cái tự nhiên công ty nó lại như vậy. Phá hết, công ty em phá hết trơn à, không làm ăn gì được hết. Thôi kinh doanh mà nó cũng hên xui thôi. Rồi mấy bữa nay em có đi xin việc làm được ở đâu không? Em xin sáng giờ mà có nhà nào nhận đâu. Thôi hay em gửi lời nói chuyện với anh Sự, hay để chị nói chuyện với anh Sự cho, rồi em về công ty anh Sự làm ha. Dạ được rồi, cảm ơn chị nhiều. Thôi nè, còn tiền này của anh Sự cho em thì em cứ nhận. Trời ơi, nay vô luôn nha, quá trời lì xì luôn nha. Trời ơi, vô luôn á. Ủa, về á? Dạ. Nay nhà đông vui quá. Nay giống như nhà biết sắp có chuyện gì lớn lắm rồi, phải không? Chuyện lớn á. Nhỏ tội nghiệp á, thôi. Cái này em không có. Dạ em lại chị ơi, em không dám nhận đâu chị. Cái thôi này mà, bây giờ em gửi lại anh cầm giùm em. Đã nói người lớn cho chị nhận đây mà. Con không có tiền, con có điều. Mà lòng nhiều, cầm đi, về lo cho gia đình. Là chị cho à? Em không có lấy rồi nha. Cho là cho những cái tấm lòng. Tấm lòng. Ủa gì bác hai, cái gì bác hai? Mới lên soạn cho mình bộ đồ múa. Thôi trời ơi, anh hai, anh khóc làm mình nhỏ lắm em. Tao lên trên nó soạn bộ đồ cho nó, tao khóc hết nước mắt. Tao có hình dung tới cái cảnh mày đứng được.
Tao nghĩ tới cái lúc mà nó đang búa cái tình nó lên tim cái nó sực cái đuổi, sực cái đuổi. Thôi không nổi. Nè giữ đi. Cho em tự thú đi. Em là im. Ông qua cho em tự thú đi bây giờ em. Đến đi. Nghe lời anh nè. Cái giây phút này rồi mình nói ra chi nữa cho thêm đau lòng. Cứ giữ cái đồng tiền này mình xứng đáng. Tại vì sao? Mình là con người biết cố gắng, biết vượt khó, biết nghĩ cho cha mẹ mình, chứ không phải cái thứ đầu trộm đuôi cướp. Thứ mà trộm mà cướp thì cái thứ đó mới đáng bị phanh thây, bị bắt giao cho chính quyền, cho công an, hiểu không? À, giữ lại giùm em, không dám giận đâu anh ơi. Thôi mà. Đúng mấy giờ cho về lo cho mẹ em nữa. Ờ, đúng rồi đó. Thấy không? Bây giờ về cho mẹ. Dạ. Đi, về đi. Cái này cho em mới lấy à. Trời chứ em không có xin, không có lấy gì của anh đâu. về liền chết. Cái chìa khóa nãy con đưa đó rồi mở rồi, rồi để đó cho con nghe. À dạ. Ờ để đại đi. Im luôn hả? Ờ không sao hết chứ quê mà. Đi. Em bắt tay anh cay được không? Thiệt mình về bỏ nghề luôn, không dám đi vậy nữa đâu. Bác Hai nè. Tự nhiên cho ông về và bác Hai uống hết thùng này với con nghe. Nha. Mua này tiếp ổng á nha. Chưa nói nữa. Sáng sớm cái gì mà đè ra nhậu nhẹt. Khách quý mà. Mà công nhận hoàn cảnh khó khăn thiệt á anh hai. Khổ lắm. Có đâu người ta vô già cả rồi bệnh nói. Ừ. Như mày bệnh là tao không nói. Ừ. Nó trẻ măng mà tự nhiên giờ kêu lãnh đạo rối loạn tiết tố. Vậy thì ngay cái tuổi mà cái tuổi đẹp nhất của con người rồi bị bệnh tim. Thôi mà cái bệnh đó đã có rồi, trời kêu ai nó dạ không bạn nói chi. Mà giờ vấn đề là bác là vợ nè. Nhà có hai chị em mà bác cưới con gái người ta rồi, giờ đứa em vợ bác bỏ bê vậy đó. Không cho ổng nghèo, chủ bệnh đó ổng coi. Mày nói gì vậy? Cái gì? Mày nói cho tao không hiểu gì vậy? Mày nói thằng này hả? Trời ơi trời, em ổng ổng không gành đó trời. Mày khùng quá. Nó là con của má Lý giúp việc đây nè. Ủa? Ủa? Cái gì? Dũng em bạn của anh mà, công ty mới phá sản. Không. Ừ thì Dũng nó ở nhà nó, vợ nó sanh không, con. Không, nó thằng này nè. Thằng này là con của bà Lý giúp việc trong nhà mình nè. Nó bị không, bạn của anh hai mà. Trời, con của bà Lý ủa xin đó hả? Trời ơi, chị ba nói con sao biết không? Em vợ của bác hai, ở dưới Trà Vinh đó. Em vợ tao là con một. Cái gì? Bác gái là con một hả? Ừ. Dòng họ mà mày không biết gì luôn con hả? Con không có nhớ. Trời đất ơi. Ông vô đây ông nói nè, ông là con của bà xin đó hả? Trời ơi. Thì cuối cùng tại sao nó vô được nhà? Ờ đúng rồi. Ủa gì vậy? Vì nó vô rồi nó gạt hết trong vòng nhà. Ai cho nó vô nhà? Thì em vô về làm thấy hai nhà. Thì cuối cùng là ai cho nó vô nhà? Nó mở cửa cho tao vô nhà. Rồi ai mở cửa cho nó vô? Con mở. Lý do gì mà mở cửa cho nó vô? Nó em vợ của bác. Tao đã nói là vợ tao là con một. Ở chứ lại thêm ý nữa con sợ nó hư cái chìa khóa. Còn sao? Con thấy nó lấy chìa nó cắt cái ổ khóa. Con sợ hư cái đuôi chìa khóa nó mở hai chú cháu vô nhậu luôn. Vậy là cuối cùng thằng này nó là hả? Ăn trộm. Đón xem tập 39 sitcom gia đình showbiz vào lúc 21:55 thứ tư ngày 10 tháng 4 năm 2019.